Xin chào tất cả các em, hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em tính chất hóa học của benzen ha. Thì đầu tiên cô sẽ giới thiệu cái phản ứng cộng mà hiđro. Thì các bạn biết rằng là cộng hiđro thì là benzen có một cái hệ vòng rất là bền vững, ba nối đôi xen kẽ nhau rất là bền vững. Cho nên khi cộng hiđro á thì sẽ tác dụng là tỷ lệ 1:3 nhé. Thì 3H2 này sẽ tấn công vào ba cái nối đôi, sẽ tạo thành một cái vòng 6 cặp. Và chất này có công thức là C6H12, có tên là cyclohexan. Thì các em nhớ là khi cộng hiđro là phá vỡ cùng lúc ba cái nối đôi luôn. Tính chất số 2 là phản ứng thế. Thế thì có thể là điều kiện khác nhau thì sản phẩm khác nhau. Ở đây cô ghi điều kiện là sắt tê độc thì sẽ thế brom vào hiđro ở cái đỉnh, ở đây là CH nha các bạn. Thì một brom sẽ thế vào con H ở trên cái đỉnh, sẽ tạo ra Br. Rồi em viết lại vòng thơm bình thường cộng với lại là HBr. Được chưa? Và sản phẩm tế này có công thức là em có thể viết là C6H5Br, tên là Phenin Bromu. Đây là dưới dạng gốc chất ha. Bạn có thể gọi là brom benzen, có hai tên gọi như vậy. Tiếp theo là phản ứng thế nhưng mà với một cái điều kiện là ánh sáng. Vậy thì ở đây cô có một cái sự so sánh nhỏ ha, là đây là tác dụng với lại là halogen, thì ở brom đây là brom khan ha, cũng tham gia phản ứng thế. Nhưng nếu có chất xúc tác là Fe thì em sẽ thế trực tiếp vào trong nhân ha, thế một hiđro ở trong nhân. Rồi, nhưng mà khi mà cộng halogen là ví dụ như là clo là chỉ có điều kiện ánh sáng thôi thì không có chất xúc tác là Fe, thì lúc này sẽ tham gia phản ứng cộng các em. Như vậy là nó sẽ giống cái loại cộng H2 ở phía trên và cùng một lúc ba cái nối đôi ha, ba cái nối đôi ở đây bị phá vỡ luôn. Như vậy thì các bạn lưu ý là điều kiện là ánh sáng thì tham gia phản ứng cộng clo ha. Như vậy bây giờ ở đây có ba cái nối đôi thì mình sẽ cần 3Cl2 để phá ba cái nối đôi và cộng vô các cái liên kết bình. Như vậy sản phẩm sẽ tạo thành là, bây giờ là các em vẫn vẽ một cái vòng như thế này, được chưa? Cái nối đôi đầu tiên là clo sẽ đính vào đó, rồi nối đôi thứ hai clo đính vào, nối đôi thứ ba clo đính vào. Như vậy thì sẽ tạo ra một hợp chất, nó giống như là cái hoa vậy ha. Thì hợp chất này có công thức là C6H6Cl6, được chưa? Và sẽ đọc tên là 1,2,3,4,5,6 hexa clo xích lô hexa, tên rất là dài, được chưa? Đây là một cái tên, hoặc là mình có thể gọi là hexa cờ lao đan cho nó gọn cũng được. Và đây là thành phần chính của thuốc sâu 666. Thuốc sâu 666 thì bây giờ nó rất là độc hại các em, tại vì khi mà mình phun cái loại thuốc sâu này á, thì nó không có tiêu hủy nhanh ha, cho nên là loại thuốc sâu này đã bị cấm sử dụng. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu phản ứng thế với HNO3. Thì HNO3 về cấu tạo là HONO2, được chưa các em? Thì cái HO này, cái OH này sẽ đi thế một hiđro ở đây. Như vậy thì HO đi với H thì tách ra phân tử nước và mình gắn cái gốc NO2 vào là gốc nitro. Như vậy sẽ tạo ra sản phẩm là cô vẽ một vòng thơm ha, và cô gắn gốc nitro lên cộng với lại là sản phẩm là nước. Và sản phẩm mình sẽ đọc tên là nitro benzen. Là đây là một cái chất lỏng màu vàng nhạt, có mùi hạt nhân, và đây cũng là một cái phản ứng dùng để nhận biết được benzen ha các em. Và tiếp theo là ở đây thì thế theo tỷ lệ 1:3, có nghĩa là ba hiđro
vị trí đầu tiên, là vị trí số 1. Tiếp theo, tức là đầu tiên là tỷ lệ 1:1 trước nha các em, là nó ra chất này là nitrobenzen. Rồi, nitrobenzen á thì tiếp tục lấy chất này cộng thêm một H2O3 nữa thì nó sẽ thế ở vị trí nào? Thì cái này là ở cái quy tắc thế vào vòng nhân benzen á thì cô không có nói kỹ lắm. Cô chỉ nói sơ như thế này thôi, là đối với lại những cái gốc như là NO2 hoặc là những cái gốc mà có gốc aldehyde nè, gốc axit thì tiếp theo vị trí để thế vào đó là vị trí beta. Có nghĩa là sau khi thế NO2 ở vị trí số 1 thì gốc NO2 tiếp theo sẽ thế vào vị trí beta. Được chưa các em? Nếu như chúng ta thế tỷ lệ 1:3, có nghĩa là 3 gốc nitro sẽ tấn công vào thì gốc nitro thứ 3 sẽ tiếp tục tấn công vào vị trí beta luôn, NO2 luôn. Nha các em nha. Như vậy thì vẫn là sẽ tạo ra là 3 nước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc tên sản phẩm ha, là 1,3,5 tri nitro benzen. Đây là thành phần chính của thuốc nổ. Thuốc nổ TNB. Rồi, như vậy thì cô cũng điểm qua sơ lược một số các cái phản ứng của tính chất hóa học benzen. Còn phản ứng oxy hóa thì có phản ứng oxy hóa hoàn toàn và phản ứng đốt cháy thì các em cũng biết ghi ha. Còn một phản ứng oxy hóa không hoàn toàn thì benzen không có làm mất màu thuốc tím dù là ở nhiệt độ thường hoặc là đun nóng. Tiếp theo cô Hậu sẽ giới thiệu cho các em là tính chất hóa học của toluen. Toluen là sẽ có một cái vòng thơm và ở trên là có gốc metin hay còn gọi là metin benzen. Thì chúng ta cùng khảo sát các phản ứng cộng và phản ứng thế. Ở đây cộng hydro thì khi cộng hydro thì cũng giống như là bên benzen, ba cái nối đôi sẽ bị phá vỡ cùng một lúc ha. Như vậy ở đây sẽ cộng 3 ha. Và sản phẩm sẽ ra là CH3 và ở đây sẽ là một cái vòng non. Như vậy chất này thì cô sẽ đọc tên là metin cyclohexane ha. Rồi, là một cái vòng non và gắn ở trên là một gốc CH3. Rồi bây giờ đến phản ứng thế thì nếu mà cọc bờ chất xúc tác không có, chỉ là đun nóng nhẹ thôi hoặc là em để ngoài ánh sáng thì sẽ tham gia phản ứng thế ở ngoài nhánh. Còn nếu chất xúc tác là có bột sắt ha thì các bạn sẽ thế cái halogen là bờ vào trong nhân. Được chưa? Thì đầu tiên nè, để làm sao cho dễ nhớ thì các bạn cứ nhớ là nếu mà điều kiện chỉ là nhẹ là tê độ thôi, đun nóng thôi thì nó sẽ tấn công ở phía ngoài, tức là điều kiện chưa đủ mạnh á thì là chỉ tấn công được phía ngoài thôi, có nghĩa là thế ở ngoài nhánh CH3 nha. Rồi như vậy sản phẩm sẽ tạo ra là bờ này thế vào đây, vậy tạo là CH2Br gắn vòng thơm bình thường cộng với lại là HBr. Chất này chúng ta sẽ đọc là cái gốc này là một vòng thơm CH2 được đọc là gốc benzin nha các bạn, benzin bromo. Rồi bây giờ nếu mà có chất xúc tác là bột sắt thì lúc này do cái gốc định hướng là gốc CH3 là thường là những cái gốc ankin đó thì sẽ định hướng thế tiếp theo ở vị trí octo, vị trí octo hoặc là ở vị trí para. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái sản phẩm. Rồi, chúng ta có hai sản phẩm. Cô sẽ vẽ ra như thế này. Đây, CH3 ha. Rồi các em vẽ một cái vòng thơm này. Mình gắn boron vào vị trí octo cộng với lại là HBr. Hoặc là
mình thế ở vị trí bara cộng với HBR. Được chưa các em? Như vậy là sẽ tạo ra hai sản phẩm ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tên sản phẩm ha. Thì chúng ta sẽ đọc là gì? Ô à, tại vị trí là số 1 và số 2 thì được gọi là vị trí octo obron toluen. Em có thể đọc tên như vậy ha. Rồi ví dụ như chỗ này thì mình sẽ đọc là b bron toluen. Được chưa các em? Rồi bây giờ tiếp nè. Bây giờ cộng với lại tham gia phản ứng thế với lại HNO3 đặc ha, HNO3 đặc. Thì cái này nó giống như là bên benzen các bạn. Thì HNO3 đặc là gì? HONO2. Được chưa? Như vậy thì khi mà thế gốc nitro này vào các cái piro ha, thì do cái gốc R là gốc CH3 là gốc alkin cho nên sẽ cũng định hướng vào octo và para, tương tự như là thế brom thì các em cũng sẽ có hai sản phẩm chỗ này. À bây giờ cô sẽ viết hai sản phẩm đó. CH3 một cái vòng thơm nè. Đó. Rồi gắn gốc NO2 bạc tại vị trí octo. Tiếp theo một sản phẩm nữa. CH3 NO2. Được chưa? Rồi cộng với lại là nước. Cộng với lại nước. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tên sản phẩm của các cái chất này ha. Thì chúng ta sẽ đọc giống như là ở phía trên là thế brom, nhưng mà thay vì O brom thì bây giờ mình sẽ ghi là O nitro ha. O nitro toluen. Và ở đây cũng vậy. B nitro toluen. Được chưa? Thì đó là thế tỷ lệ 1:1 thì sẽ có hai sản phẩm là thế ở octo hoặc là thế ở para đều là sản phẩm chính ha các em. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vô cái phần là thế theo tỷ lệ là 1:3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế 1:3 ha, là chúng ta sẽ lấy toluen cộng cũng cộng với lại là H2 xin lỗi, HNO3 đậm đặc. Điều kiện là H2SO4 đậm đặc đun nóng nè. Nhưng mà theo tỷ lệ 1:3. Tỷ lệ 1:3 có nghĩa là gì các em? Thì đầu tiên chúng ta vẫn thế theo đúng quy luật là thế vào vị trí octo một gốc NO2. Tỷ lệ 1:2 thêm một gốc NO2 nữa là vị trí octo và para nè. Và phân tử cuối cùng sẽ cũng phải thế vào vị trí octo là vị trí bên đây. Thì các em lưu ý là sẽ ghi N trước nè, rồi O2 sau nha. Như vậy là sẽ tách ra ba phân tử nước. Ba phân tử nước. Rồi, cân bằng. Ba lần H nữa. Và tên của sản phẩm này sẽ là 2,4,6 trinitro ben trinitro toluen. Toluen. Được chưa? Và đây cũng chính là thành phần chính của thuốc nổ. Tên N tên. Rồi tên N tên. Là như vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái tính chất cuối cùng, đó là phản ứng oxy hóa. Thì như các em biết là oxy hóa thì có phản ứng oxy hóa hoàn toàn, tức là phản ứng đốt cháy ha. Rồi, hoặc là với lại là phản ứng oxy hóa không hoàn toàn thì thường thường là tác dụng với lại thuốc tim. Thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ha. Phản ứng oxy hóa hoàn toàn tức là phản ứng cháy nè. Rồi, công thức là tổng quát là CnH2n trừ 6 cộng với lại oxy thì ra CO2 và nước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng cân bằng. Cái này là đại diện cho cả benzen và toluen luôn ha. CN 2N-6 chia 2 là còn lại là N-3.
Vậy là 2n với n là 3n trừ 3 tất cả chia 2. Đối với lại phản ứng oxy hóa không hoàn toàn thì cô cũng ghi luôn là benzen á, là không tác dụng với thuốc tiến, mặc dù là đun nóng hoặc là nhiệt độ thường thì đều không tác dụng ha. Thì cô cũng ghi luôn không, cô cho tê độ luôn, cũng không tác dụng. Còn riêng toluen thì khi tác dụng với lại thuốc tím thì các bạn phải đun nóng, và cái điều kiện này rất là các bạn hay quên, cho nên là cô ghi chữ đun nóng luôn để cho các bạn biết rằng là ở nhiệt độ thường thì sẽ không xảy ra phản ứng ha. Sản phẩm sẽ tạo ra là K-4 là chất oxy hóa ha, sẽ oxy hóa cái gốc CH3 để tạo thành axit, và trong cái muối này thì nó tạo thành là COOK, một vòng thơ. Rồi đằng trước có K thì nó tạo ra KOH, MnO2 và nước. Cái này thì nó hơi hơi giống cái phản ứng mà 324, 322 của bên anh kem. Nhưng các em lưu ý là nước nó ở đằng sau nha các em nha. Rồi chúng ta sẽ cân bằng. Thì ở đây có 2 kali. Vậy đây 25g. Được chưa? Rồi kiểm tra về hydro nè. Thì có 3H, 1H, 2H. Như vậy là đủ hết các em ha. Như vậy là cô đã hoàn thành xong tất cả các tính chất hóa học của toluen ha. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua styren. Tiếp theo là tính chất hóa học của styren. Thì tính nhân styren là một hợp chất có một cái vòng thơm và ở trên có gốc vinin, cho nên chúng ta còn có thể gọi là vinin benzen. Về tính chất hóa học của styren thì em thấy rằng nó có một lưới đôi, cho nên hầu như tất cả các tính chất của anken thì chúng ta biết lại thôi. Và nó vẫn còn giữ được những cái phản ứng như là trùng hợp ha, hoặc là phản ứng oxy hóa làm mất màu thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đầu tiên là tham gia phản ứng cộng cộng hydro thì đầu tiên có thể là theo tỷ lệ 1:1. Thì tỷ lệ 1:1 là mất cái lối đôi ở đầu này thôi ha các em. Thì mình sẽ tạo thành là etin benzen. Rồi chỗ này cô ghi stat tê độ đi. Hoặc là tác dụng theo tỷ lệ 1:4. 1:4 có nghĩa là một cái nối đôi ở đây và ba cái nối đôi ở trong cái vòng luôn ha. Như vậy thì sẽ tạo thành là cô viết bằng cái này luôn. Rồi sẽ tạo thành cái xích lô hết sang chỗ này. Đó, rồi xúc tác tê độ. Rồi, như vậy là có thể tham gia tỷ lệ 1:1 hoặc là 1:4 nha các em. Còn do có nối đôi cho nên vẫn làm nhạt màu nước bro ở ngay nhiệt độ thường, dung dịch bro. Sản phẩm thì biết BR2 này sẽ tấn công vào hai cái C có nối đôi. Như vậy sản phẩm sẽ tạo ra là gắn hai bro vào. Được chưa? Thì bạn có thể là viết bro như vậy, hoặc là bạn viết sát xung quanh. Có hai cách để mình viết. Rồi bây giờ cô có thể là chỉ cho em cái cách viết như thế này. Rồi bạn viết là CH này, xong rồi thêm BR vào, rồi CH2 BR, bạn viết vậy cũng được ha. Rồi bây giờ qua là phản ứng trùng hợp là polystyrene, tạo ra polystyrene, ký hiệu là nhựa BS, nên cô ghi cái một B là tạo ra polystyrene là nhựa BS. Thực hiện phản ứng trùng hợp thì các bạn để ý là mình nắm hai cái C có nối đôi nhé, bẻ ra ngoài N là, rồi mình gắn cái vòng thơm mô thôi. Rồi ở đây N là nhiệt độ xúc tác áp suất. Rồi bây giờ cô sẽ bổ sung thêm ở cái phản ứng cộng là styren sẽ cộng tác nhân bất đối xứng ha. Thì ở đây cộng HCl thì HCl tấn công vào cái nối đôi là bình thường, thì cũng có hai sản phẩm ha. Thì bây giờ hướng thứ nhất là H vào phía trong, clo vào phía ngoài. Đây. Thì sản phẩm thứ nhất là cô sẽ viết lại cái mặt trước nè.
Rồi hấp vào phía trong thì cờ lo ra phía ngoài. Rồi em thêm hydro bình thường thì tính chất chỗ này á, là cộng y chang như là anh kem ha. Hướng thứ hai là hấp vào phía ngoài thì cờ lo vào phía trong thì sản phẩm sẽ là như thế này. Cờ lo vào phía trong CH3 thì bình thường hấp vào chỗ nhiều hydro sẽ là sản phẩm chính, như vậy đây sẽ là sản phẩm chính, còn đây là sản phẩm phụ. Cái này là y chang như là bên anh kem ha. Rồi bây giờ cộng nước thì cũng tương tự, cũng sinh ra hai sản phẩm luôn. Nước là HOH, rồi H vào phía trong, OH ra phía ngoài thì sẽ ra hợp chất như sau. Rồi bẻ bằng thơm vô, hoặc là ngược lại nha các em. Ngược lại nè, bây giờ H ra phía ngoài, OH vô phía trong là CH nè, OH vô phía trong CH3. Rồi vẽ cái vòng thơm. Và tương tự là hydro vào chỗ nhiều hydro sẽ là sản phẩm chính, như vậy ở đây sẽ là sản phẩm chính, còn đây là sản phẩm phụ, được chưa? Tiếp theo, tính chất cuối cùng cô hướng dẫn cho các bạn là styrene. Do có nối đôi giống như là anh kem cho nên vẫn tham gia là mất màu nước rôm, rồi vẫn là mất màu thuốc tím ở phản ứng oxy hóa, thì vẫn xảy ra theo phản ứng 324, 322. Sản phẩm là mất nối đôi nè, gắn hai nhóm OH vào, được chưa? Giống y chang như vậy đó. Rồi cộng tiếp KOH cộng MnO2, rồi bạn thêm hydro bình thường, được chưa? Và cái hệ số thì các em giữ nguyên là 3 2 4 3 2 2. Thì đó là một số các cái tính chất của styrene ha. Rồi, như vậy là với cái clip này rất là dài, là cô đã hệ thống lại cho các bạn tính chất hóa học của benzen, toluene và styrene. Cô Hậu hy vọng là các bạn sẽ học cái phần này thật là tốt. Nếu các em thích thì các em hãy nhấn like và share clip này cho các bạn của các em cùng học ha. Cô Hậu xin chào tất cả các em.